Kính thưa quý vị khán giả thân thương, Nguyễn Tâm thay mặt cho chương trình tạ ơn quý vị đã hiện diện để đón nhận tấm chân tình của Nguyễn Tâm trong đêm nay. Khoảng đường nghệ thuật mà Nguyễn Tâm đã trải qua nhiều chông gai lận đận, vinh nhục đều nếm chịu. Đêm nay, với những tiết mục trên sân khấu gửi đến cho quý vị là nỗi lòng Nguyễn Tâm gửi chân thật vào từng câu chữ, từng lời ca, chữ đời, chữ tình mà Nguyễn Tâm cùng các ca nghệ sĩ thể hiện. Nguyễn Tâm tâm niệm rằng sống đơn giản, ơn đền nghĩa trả. Những lời trong đêm nay Nguyễn Tâm dâng lên tổ nghiệp chứng tri và chia sẻ cùng quý vị. Xin tri ân cha mẹ gia đình, tri ân các mẹ, các cô chú anh chị đã nhận Nguyễn Tâm là em nuôi, là con cháu nuôi như người thân. Nguyễn Tâm cảm ơn tất cả các cô chú bác anh chị, ca nghệ sĩ, hậu đài, tất cả những trái tim đang âm thầm nâng đỡ Nguyễn Tâm trong cuộc sống, công danh lẫn sự nghiệp. Mọi sơ suất, Nguyễn Tâm cúi đầu xin ghi nhận để cải thiện. Luôn cầu nguyện cho quý vị trường an đa phước, đa lộc trường niên phú quý, thể nghiệp vinh quy. Chúc quý vị khán giả hạnh phúc trọn vẹn khi thưởng thức live show Kiếp Tầm.